chùa Phúc Quang có tên nôm là chùa Ba Nước vì được xây dựng với sự đóng góp công sức của nhân dân ba làng Phù Lão, Trường Hà và Mỹ Phúc. Di tích hiện nằm ở trung tâm huyện Mỹ Phúc, nhìn thẳng về hướng nam có cánh đồng xanh ngát của làng. Từ xa, khách tham quan tới đây đã thấy toàn cảnh bức tranh thơ mộng quen thuộc của một làng quê chủ phú. Nổi bật lên là ngôi chùa cổ kính nằm kề bên gốc cây đa cổ thụ tỏa bóng xuống sân chùa, tạo cảm giác thanh tịnh khi bước vào chốn linh thiêng của nhà Phật. Từ cái miếu nhỏ nhỏ đó, nhân dân mới tạo thành một cái am lại lớn hơn cái miếu. Và từ cái am đấy, rồi thì nhân dân ở xã này mới tạo thành một ngôi chùa. Và ngôi chùa này làm trong 15 năm mới hoàn thành được một ngôi chùa như thế này. Ngôi cổ tự này có 35 gian, thiết kế theo lối kiến trúc nội công ngoại quốc. Hệ thống tượng Phật trong chùa được sắp xếp thứ tự từ thượng điện đến hai dãy hành lang và bên dưới các chuông lớn. Tất cả có khoảng 90 pho tượng cổ quý giá. Với những giá trị quý giá ấy, năm 1989, chùa Phúc Quang được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Thì ngôi chùa vẫn giữ được những nét cổ kính, linh thiêng và các cái di tích, các cái hiện vật trong chùa cũng đã nói lên được như cái điều đó. Và hiện tại thì ngôi chùa còn giữ được cây hương đá cổ có lưu trữ tài liệu khắc bằng chữ Hán Nôm, hay là bát hương đá cổ, rồi là hệ thống pho tượng Phật. Với những giá trị lịch sử lâu đời, chùa Phúc Quang từ lâu không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh của bà con nhân dân địa phương, mà còn là địa chỉ thu hút du khách thập phương. Và đặc biệt hơn, còn là nơi được các nhà trường trên địa bàn tỉnh coi trọng như một nguồn liệu học tại chỗ để giảng dạy cho các học sinh về lịch sử, văn hóa truyền thống và dân gian một cách hết sức gần gũi, dễ hiểu. Em thấy rất là vui ạ. Và hôm nay đến ngôi chùa Ba Nước này, hay còn gọi là Phúc Quang, thì em cảm thấy rất bất ngờ khi ở nơi đây có rất nhiều cây cối xanh cổ thụ đẹp ạ. Và nhiều thú rất là cổ kính như là khu chùa chính giữa. Và ở trước cửa chùa thì còn có một khu tượng Phật rất là lớn đẹp ạ. Hôm qua cái việc đấy thì giúp cho chúng em biết gìn giữ hơn, trân quý ở những khu di tích lịch sử này của thôn, của xã chúng em ạ. Hàng năm thì nhà trường chúng tôi cũng thường xuyên là tổ chức cho các em học sinh là đến thăm những ngôi chùa, những ngôi đình ở xung quanh xã, và cũng tổ chức những cái buổi cho các em lao động dọn dẹp để cho những cái khu di tích được khang trang hơn. Thế ngoài ra thì trong cái quá trình mà cho dẫn các em đi tham quan các khu di tích ấy, thì chúng tôi cũng hướng dẫn và giải thích cho các em biết được cái lịch sử của những cái khu di tích này. Trong không gian yên ả, quyện mùi hương trầm mặc, hiếm có cảm giác nào an yên hơn là được chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp tinh hoa trong kiến trúc xưa. Đắm mình trong những âm thanh của mõ, chuông chùa Phúc Quang, lòng người như thanh tịnh, chan chứa hoài niệm xa xăm.